dai, tu vai, dai. Chạy đường thì thích lắm, chính vậy tôi mùa hè
trời nắng đẹp quá là chạy. Này nó trải nhựa, bên này trải nhựa bên kia là không. Bên kia nó giữ nguyên vậy, nó giữ nguyên vậy. Tại sao nó trải nhựa? Không. Con đường. Này từ từ nó làm đó. Nó làm này xong trước bạn ơi, bên không, nó đang không, làm không, nè. Không, không. Cái con đường bên kia là nó giữ nguyên vậy, nó không có, nó có một con đường khác cũng chạy vậy đó. Hồi nãy đó mình chạy đó. Và còn cái con đường đó là giữ nguyên vậy đó. Lịch sử mà, đường huyền thoại mà, đấu sửa để đó. Nó có con đường khác cũng chạy lên trên này. Con đường khác. Trời ơi. Đỡ hơn cái đường kia đường xích sắt. Đó, nên nó chính vậy nó mới đặt lại hơn. Chính vậy đặc biệt. Còn bây giờ mấy đường này hiện đại rồi, giờ nó đâu có làm xích sắt chỗ đó. Trước là đâu có technique đủ, technique để mà làm. Bây giờ lại chạy về mới an toàn hơn. Đẹp hơn, nhìn thấy núi không? Là cao 2000. 0.19. 19 mấy hả? 19. Chạy lên nó không cho đó, nhớ không? Ờ, con mẹ nè. Nhớ không? Anh đi bố ba. Bố ba đi. Tại vì đang lấy chuyện. Thành ra, ra mẹ không bóp được. Anh mày gọi con mẹ, mấy con chưa đi. Đi xa bè rai, xong rồi bè rai nè. Ủa, con nó 6 giờ. 6 giờ mới đi nè. Thank you.
cho em sơn là phải đừng đá. Có ba nó còn cho em sơn là phải đừng. Coi tụi con đang chạy trên đường về đó mẹ, chạy xuống núi, trên núi xuống từ trên vùng Ý về đó mẹ. Okay.